Ngọc Lan phát ngôn trên truyền hình, chẳng lẽ sinh con ra là cho nó uống nước cơm tội lắm. Chia sẻ trên sóng truyền hình, Ngọc Lan khuyên các cô gái nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm mẹ đơn thân. Thời gian qua, chuyện ly hôn của Ngọc Lan gây nhiều chú ý dư luận. Sau tất cả, Ngọc Lan vẫn vui vẻ với cuộc sống mẹ đơn thân và tiếp tục chạy show. Mới đây, cô cùng danh hài Thúy Nga xuất hiện trong chương trình Chín Người Mười Ý. Có cuộc trò chuyện với MC Quyền Linh, đạo diễn Lê Hoàng về vấn đề làm mẹ đơn thân. Trong cuộc trò chuyện, MC Quyền Linh hỏi Ngọc Lan rằng: "Đơn thân là số phận hay chúng ta tự tìm con đường giải thoát cho mình để đơn thân?" Và làm mẹ đơn thân mấy tháng qua, Ngọc Lan cảm thấy thế nào? Nữ diễn viên đã có nhiều bộc bạch về cuộc sống của mình sau ly hôn. Hậu ly hôn trở thành mẹ đơn thân, Ngọc Lan khuyên các cô gái nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm mẹ đơn thân. Sau một hồi suy nghĩ, nữ diễn viên đáp: "Thực ra con chỉ mới đơn thân vài tháng thôi nên chưa cảm nhận được hết. Ngày xưa người ta nói là bị làm mẹ đơn thân, nhưng thời đại bây giờ thì đơn thân là một sự lựa chọn. Được hoặc là không được, cho nên con cũng không biết trả lời sao về vấn đề này." Với Ngọc Lan, mới chỉ là mẹ đơn thân vài tháng sau ly hôn, nhưng theo nữ diễn viên, việc chia tay là sự lựa chọn, nhưng miễn sao con cái không chịu ảnh hưởng hậu ly hôn. Theo Ngọc Lan, điều gì cũng tồn tại mặt tốt và xấu. Trở thành mẹ đơn thân, cô có thêm thời gian riêng cho bản thân. Lan có thói quen mỗi lần stress thường hay lái xe một mình xuống Vũng Tàu ngắm biển một đêm, rồi về, bản thân thấy thoải mái. Nhưng một khi có chồng thì lại không làm được điều đó vì không bao giờ có suy nghĩ đi mà thiếu chồng, rồi còn có con nữa. Đến khi có cuộc sống tự do hơn, con lớn hơn có thể ở nhà với người thân, thì mình lại có thể làm được điều đó. Bản thân ai khi bước qua cuộc sống khác cũng có sự bỡ ngỡ, có những xáo trộn. Cả thời gian vừa rồi, Lan không nhận đóng phim để ở nhà tập trung cho em bé nhiều hơn. Suy nghĩ của Lan chỉ như vậy thôi, chứ cũng chưa cảm nhận được việc mình ở không có chồng. Ngọc Lan có những trải lòng về cuộc sống sau khi chia tay chồng. Cô có khoảng thời gian ở nhà không đóng phim và tập trung cho con. Không dừng lại đó, MC Quyền Linh tiếp tục hỏi một câu khiến Ngọc Lan lúng túng. Theo con có nên làm mẹ đơn thân không? Tuy hơi bối rối nhưng nữ diễn viên vẫn thật thà nói. Con nghĩ là không nên làm mẹ đơn thân vì khi mình cực quá bị stress sẽ dễ đổ điều đó lên người xung quanh mình và con mình chính là người chịu trực tiếp. Có nhiều người phụ nữ không có điều kiện vẫn nuôi con rất tốt nhưng chắc chắn họ stress rất nhiều về áp lực kinh tế từ tiền học tới tiền ăn uống. Chẳng lẽ giờ sinh con ra lại cho nó uống nước cơm tội lắm? Hay dùng tả vải cũng cực lắm, rồi đến dịp Tết người ta mua cho con 5 bộ đồ, mình không mua được bộ đồ nào thì tội đến nhường nào. Mình không nên làm mẹ đơn thân khi không có điều kiện kinh tế, vì nó có áp lực lớn và khiến đứa con phải gánh chịu nhiều nhất. Ngọc Lan khẳng định người phụ nữ phải xác định rằng mình sống vì điều gì và tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới con khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô nói đừng bao giờ lôi đứa con ra để biện hộ mình phải hy sinh vì con để giúp đỡ gia đình. Mình phải giáo dục con như thế nào để nó không cảm thấy thiếu tình cảm của ba và mẹ, vì đó là quyết định của người lớn. Ở đây Lan muốn nói rằng, cái thứ nhất mình đừng lôi kéo giữa cuộc hôn nhân vì lý do tội nghiệp cho con, và thứ hai là cũng đừng trở thành mẹ đơn thân trong một phút bốc đồng vì rất dễ gây áp lực cho con cái, nên giáo dục con cái chính là thứ quan trọng nhất, Ngọc Lan chia sẻ. Nữ diễn viên tâm sự thêm trong tình yêu và hôn nhân, rất khó đoán định đúng sai, đến với nhau là do cả hai tự nguyện, thì khi chia tay cũng là do cả hai tự nguyện. Cả hai đồng ý chia tay thì không phải đổ lỗi về ai, nên tốt nhất chúng ta nên giữ hình ảnh đẹp dành cho nhau và quan trọng nhất là cho đứa con của mình.